bà con, thì nhìn chung thì Karmaca đã du nhập vào nước ta hơn 20 dòng giống, và trải qua các giai đoạn trồng và thám nghiệm cho đến nay thì đã có hơn 10 dòng giống cho thấy được là sự phù hợp với cái điều kiện khí hậu của nước ta, đặc biệt là các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên là tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, và Karmaca cũng rất là phù hợp với các tỉnh ở khu vực vùng núi phía Bắc như là tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, là các tỉnh điển hình ở khu vực vùng núi phía Bắc, và cũng phù hợp với các địa phận địa phương thuộc các tỉnh ở khu vực miền Trung như là tại Sơn Tây ở Quảng Ngãi, tại Sông Hinh ở Phú Yên hay là tại Cây Xanh ở Quảng Trị. Thì tại các khu vực này Karmaca đã sinh trưởng và phát triển tốt cũng như là cho cái năng suất cao. Vì vậy mà hơn 10 cái dòng giống Karmaca này cũng đã được Bộ Nông nghiệp người ta công nhận và khuyến cáo là bà con nông dân nên là ưu tiên lựa chọn nếu mà bà con có quyết định là trồng Karmaca. Và các dòng giống này cũng được xem là các dòng giống được trồng phổ biến nhất và được ưa chuộng nhất hiện nay. Và khi mà bà con nhắc đến các cái dòng giống được ưa chuộng nhất hiện nay thì bà con cần phải kể tên trước tiên, đó là giống WN1 hay gọi là giống có nhiệt, tiếp đến là giống OC và các cái dòng giống đầu A như là A38, A4. Thì về giống A4 này tuy chưa được Bộ Nông nghiệp người ta công nhận, nhưng về cái thực tế bên ngoài thì giống A4 cũng mang lại cái năng suất cao cho bà con. Cho nên là về giống A4 thì bà con có thể là tham khảo thêm. Và cùng đó là các cái dòng giống đầu 8 như là 800, 816, 842, 849 thì có đặc điểm là hạt rất tròn, vỏ mỏng, nhân to. Và các dòng giống khác như là 246, 741, 695 thì các dòng giống này cũng đảm bảo về tỷ lệ thu hồi nhân cao, thì bà con có thể là lựa chọn ở trong. Và thông thường và để phân biệt một dòng giống Karmaca thì bà con cần phải dựa vào các đặc điểm như là về thân, lá, tán, rễ, hay là về hoa, về quả, hạt, có thể là cả về cái mã di truyền gen của từng cái dòng giống. Tuy nhiên thì để nhận diện một dòng giống Karmaca trong giai đoạn vườn ươm thì giai đoạn là cây còn nhỏ, và với điều kiện là những cái cây giống này được lấy cái chồi ghép từ những vườn đầu dòng đã được định danh có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thì việc bà con nhận diện sơ bộ cái cây giống thì bà con chỉ cần dựa vào các đặc điểm như là về đặc điểm thân cành, hay là về các cái chi tiết trên bề mặt lá như là về cái số lượng gai trên lá là nhiều hay ít, rồi cái mức độ lượng sống của lá là mạnh hay là nhẹ, hay là về cái đặc điểm gân của lá, thì bà con sẽ nhận diện sơ bộ được cụ thể từng cái dòng giống trong giai đoạn vườn ươm. Thì về cái nhóm giống đầu tiên thì bà con sẽ tiến hành nhận biết, đó là về cái nhóm giống có đặc điểm là phát triển thân cành to khỏe và lá là rất là ít gai, thì bà con sẽ tìm hiểu về cái giống WN1 hay gọi là giống có nhiệt đầu tiên. Thì để nhận diện cái giống có nhiệt hay là gọi là giống WN1 thì bà con sẽ nhận diện thứ nhất là về cái đặc điểm phát triển thân cành của giống WN1, là thân cành WN1 phát triển rất là khỏe. Và cái điểm thứ hai thì bà con sẽ nhận biết giống WN1 là qua cái hình thái và cái đặc điểm gai trên cái lá WN1. Thứ nhất là về cái hình dáng chung tổng thể của phiến lá WN1 thì bà con nhìn vào nó rất là cân đối. Và về cái màu sắc trên cái phiến lá WN1 thì cái mặt trên của phiến lá nó sẽ có cái màu xanh sạm, con nhìn vào nó giống như là da chúng ta bị khô, nhìn giống như kiểu là lá bị thiếu nước. Và cái cảm giác mà khi bà con dùng tay để sờ vào trên bề mặt lá thì bà con sẽ cảm giác là cái tay mình nó bị hơi nhám, mặt lá nó bị khô sạm. Và về cái đặc điểm của mép lá giống WN1 thì mép lá của giống WN1 lượng sống tương đối là mạnh. Đây là cái biên độ lượng sống của lá WN1, và cái số lượng gai trên cái lá WN1 thì cũng tương đối là ít. Thì đối với những cái lá non thì lá WN1 là có ít gai, tuy nhiên mà với những cái lá già bên ngoài ở trên những cái cây thành thục thì lá WN1 hầu như là không có gai. Và nói tóm lại thì để bà con nhận diện giống WN1 thì bà con sẽ dựa vào về đặc điểm phát triển thân cành to khỏe. Thứ hai là về cái hình dáng lá WN1 rất là cân đối.
Thứ ba là về cái chi tiết, cái đặc điểm gân lá trên cái phiến lá Win1 là bà con sờ tay vào thì bà con sẽ cảm giác là khô sạm. Và bà con nhìn vào trực tiếp trên cái mặt trên của lá Win1 thì bà con sẽ cảm thấy là cái mặt của lá của Win1 là nhìn nó giống như da chúng ta bị khô, lá bị thiếu nước. Và tiếp đến là cái giống thứ hai trong cái nhóm giống là có đặc điểm thân cành to khuế và lá chai, thì đối với giống A38 thì cũng cái khả năng phát triển thân cành sẽ còn nhanh hơn những giống khác, và cái đặc điểm lá của giống A38 thì cũng rất là ít gai. Đối với lá nhỏ, lá còn non thì lá A38 có một ít gai ở phần đuôi lá và đầu lá. Và cái đặc trưng nhất trên giống A38 mà con sẽ nhận diện là về cái phiến lá của giống A38. Thì bà con nhìn vào tổng thể thì cái phiến lá A38 nó giống như là hình mũi mát. Về đầu lá A38 thì nó sẽ có hình là tam giác như thế này. Nếu cắt cái phần này ra thì cái đầu lá của lá A38 nó giống như hình tam giác. Và về cái mức độ lượng sống của cái phiến lá A38, đây là toàn bộ cái phiến lá của giống A38, thì lá A38 lượng sống tương đối là nhẹ, có thể là hầu như là không đường sống. Tuy nhiên thì về cái mép lá của giống A38 thì lượng sống tương đối là mạnh. Bà con sẽ thấy có cái hiện tượng là lá, cái mép lá của giống A38 cúp vào phía bên dưới như thế này. Và cái màu sắc đặc trưng của lá A38 thì bà con nhìn vào sẽ có cái màu xanh đậm. Đây là một số cái đặc điểm để bà con nhận diện về cái giống A38. Và cái giống thứ ba bà con sẽ nhận diện là giống 816. Thì giống 816 cũng có đặc điểm chung là cái khả năng phát triển thân cành to khỏe và nó phát triển nhanh hơn những giống khác. Thứ hai là về cái đặc điểm là lá ít gai. Và để nhận diện cái giống 816 sơ bộ thì bà con sẽ nhận diện thứ nhất là qua về cái đặc điểm thân. Thì đối với cái phần thân của cái giống 816 bà con sẽ thấy là có cái màu nâu nhạt, cái màu nâu sáng so với những giống khác. Ví dụ như đối với giống A38 thì cái màu thân của giống 816 sẽ sáng hơn. Thứ hai là về đặc điểm lá, thì về cái phần mặt lá của giống 816 nó sẽ bóng nhạn hơn. Và khi bà con nhìn trực diện vào thì bà con sẽ nhìn thấy là cái màu lá của giống 816 nó hơi xanh vàng, nó sẽ có màu xanh sáng hơi ngả vàng. Bà con nhìn vào thì cảm giác là cái lá giống 816 giống như là đang bị thiếu chất. Anh này so sánh, ví dụ so sánh giữa cái màu sắc lá của giống 816 sẽ có cái màu xanh hơi ngả vàng, và đây là cái màu xanh đậm của giống 38, nhìn rất là khác biệt. Đây là một số cái đặc điểm cơ bản để bà con nhận diện vào giống 816 trong giai đoạn là vườn ươm.